cả những ai yêu nước, thương trầm. Đi đây. Bỏ ra vào. Tiến lên. Lệnh của vua không cho phép đi vào cửa chính. Ông phải đi vào cửa bên. Người Pháp không bao giờ đi bằng cửa bên. Tâu bệ hạ, quân Lan Sa quá ngạo mạn, đòi vào cửa ngõ môn. Bắt nó vào cửa hiển nhân. Dạ. Thần của vua Thành Thái đứng nhìn bọn Tây Lang Sa ngạo nghễ đi vào cửa ngõ môn. Những khẩu thần công nặng hàng chục tấn, chẳng lẽ không đè bẹp được chiếc ô tô nhỏ bé sao? Phải làm gì bây giờ? Câu hỏi đeo đẳng tôi suốt thời gian sống và học ở Kinh Đô Huế. Je suis chargé par le gouvernement français tôi được chính phủ Pháp ủy quyền trao cho hoàng đế của nước An Nam văn bản quan trọng này. Hỏi các khanh muôn dân nô lệ lầm than, vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Bắt lấy vua đi. Bé hạ, phu vương không được bắt vua, các ta không cho tay bắt vua. Vĩnh biệt ái khanh. Khi hoàng tử lên nối ngôi, hãy đặt niên hiệu Duy Tân và truy cho con. Đừng bao giờ quên, triều đình ta đã có hai vua đang bị đi đày nơi xa đất nước. Phụ vương, con. Bệ hạ yên tâm, mẹ con thiếp không phụ lòng bệ hạ đâu.